Đây, review cho anh em cái máy bắt muỗi nha. Muỗi à? Đúng rồi. Cái này thì nó dùng cái bóng đèn tia UV. Đó, cái ống ánh sáng này thu hút muỗi với côn trùng vào nha. Đó, nó bay vào đây thì cái quạt nó sẽ hút muỗi và côn trùng xuống dưới. Đấy, anh em nhìn ghê chưa? Đó, cái muỗi này mà đốt con cái hoặc là đốt lợn, bò, gà, vịt kiểu gì cũng bệnh tật luôn. Đấy, cái này mình mới thắp từ chiều thôi. Giờ là 8 giờ tối. Đấy. Kinh khủng. Cái mua đèn này thì rẻ thôi anh em nha. Mua đi còn gì nữa. Đấy. Toàn muỗi đốt luôn. Đúng rồi. Muỗi này mà đốt nong thì chết nha. Muỗi đấy. Đốt nong à? Đốt vào đâu nong?